vị trí cách công viên xã Bàu Lâm chỉ có 150 m. Em có 7 flycam cho các chị xem. Và đây là vị trí chính xác của lô đất các chị. Có mặt tiền đường nhựa là 10 m, đi vào trong nở hậu ra, tổng diện tích là 2000 m2 và trên đất đã có sẵn 150 m2 đất thổ cư các chị. Anh chị có thể thấy đất có mặt tiền đường nhựa, mặt tiền đường kinh doanh các chị. Người ta kinh doanh buôn bán rất là nhiều. Đây, có cắt tóc này, bán đồ ăn sáng này. Nếu chúng ta đi thẳng theo hướng này, 300 m sẽ đến vòng xoay Bàu Lâm. Ngay vòng xoay Bàu Lâm là chợ với ủy ban nhân dân xã Bàu Lâm đó các chị. Đất gò cao ráo bằng phẳng. Quanh vị trí đất, chủ đã cắm cọc, kéo cầm gai đầy đủ đó các chị. Trên đất đang trồng mì đây. Đất có mặt tiền đường kinh doanh. Và giá bán của lô này là 2,6 tỷ các chị. Giá này còn thương lượng. Anh chị nào quan tâm về lô đất sao, có thổ cư, hãy kết nối trực tiếp với Xã Quang Linh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.